Đức Giáo Chủ kêu gọi khắp sáu tỉnh miền Nam, ai là người trí thức, hãy sớm biết thời cơ, suy tầm lẽ cao sâu mầu nhiệm trong đạo lý. Toàn dân nên quay về nẻo đạo, thương yêu đoàn kết lẫn nhau trong công cuộc gieo trồng giống thiện. Song ai muốn cho sự tu hành được kết quả như ý, thì khi xem đến kệ kinh phải tự sửa, trị các điều sai quấy của thân khẩu ý. Có đặng vậy mới mong được sự tiếp độ của chư Phật. Bằng ngược lại, ắt khó đặng sự gia hộ của tha lực. Con thuyền từ bi của Đức Giáo Chủ lúc nào cũng trực rước chúng sanh đưa sang bờ giác. Vậy ai là người có duyên lành và thông hiểu đạo pháp, hãy sớm y theo lời chỉ giáo của Ngài. Ấy là người đã được đứng trên chiếc thuyền từ, nhất định sớm muộn gì cũng đến bên bờ kia. Xét lại cuộc đời thay đổi như làn mây trước gió, ngày giờ năm tháng trôi qua, qua mãi không dừng và rất lẹ như thoai đưa. Từ năm cũ sang năm mới, nào khác bóng ngựa qua sông cửa. Vừa lên vừa rồi không biết là đệ tạo có lên chưa thì muội không biết. Thì cũng là cách nay cũng khoảng gần một tuần, mẹ có về đứng trên đầu của muội lúc đó là 10 giờ 10 phút. Và trưa nay cũng vậy, cho nên mẹ lại xuất hiện. Muội thấy sự việc rất là khẩn cấp rồi. Muội khuyên tất cả chúng sanh tranh thủ mau lo tu, kẻo không kịp nữa. Tất cả những linh căn có nhiệm vụ thì thấy được bề trên chắc diêm bao và du di, đó là chuyện bình thường. Còn như tất cả những chúng sanh mà không có phần căn, nghĩa là không có nhiệm vụ, thì làm sao thấy được bề trên? Nhưng mà tất cả phải điều tu rồi các vị sẽ được bề trên cha mẹ tất cả, các vị Phật độ tất cả chở che qua cái điểm nạn này. Tại vì quý vị không thấy đó thôi, chứ thật sự cha mẹ hỗ trợ từng người từng người. Nếu biết tu chính xác, cơ đệ nạn đã đến rồi. Nguyên một ngày nay muội thẫn thờ, khi tụng kinh mà không hiểu sao nước mắt cứ rưng rưng, người thì thẫn thờ, cứ nước mắt cứ rơi rầm rụa. Cho nên muội chỉ kêu chúng sanh nên bớt tu đi, tu bớt đi, tu nhanh để trễ, để vì tất cả những đồ vật dụng gì đó huynh đệ tỷ muội đều đến liếp để mà dự trữ khi cúng cha cúng mẹ như cúng Phật. Quý vị nên uống nước của cha mẹ để mà các thứ bệnh trong người đều qua. Các vị cứ cúng nước đó như vậy đi, uống hàng ngày, một ngày ba thời, không có thì hai thời, nếu không được thì cũng một thời. Nhớ tu cho chính xác, tu cho khẩn cấp lên và nhiệt tâm nhiệt huyết để tu. Tụng kinh gì thì tụng, nhưng muội chỉ mong sao chúng sanh xin hãy đọc chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm lúc trước ngày xưa là muội có lên liếp quốc tạo đại tạo rồi đó. Bởi vì chú Lăng Nghiêm này có thể trừ được ma giới, tránh nước và lửa, tai nạn thiên tai đều qua hết tất cả. Phải thành tâm, phải thành tâm mới có kết quả. Muội chỉ mong cầu chúng sanh tu sớm mới trở về ngôi vị cha mẹ đang chờ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Người từ người, nhưng mà thầy dầm hoài à, mặt thầy buồn lắm, hình như thầy không lựa được người nào hết hay sao á. Rồi muội và cô bạn mới trở về, sư bà thì sư bà vẫn còn ngồi đó, thì thầy lại vô sát của Diệu Phụng một lần nữa. Thầy ngồi sát bên sư bà rồi thầy đứng lại, đứng dậy thầy đi vòng qua cái bàn á, thầy ngồi xuống trước mặt sư bà. Lúc đó sư bà reo, sư bà mừng lắm, thò ơi Đức Phật thầy về rồi, Đức Phật thầy Tây An về rồi. Rồi sư cười nói nguyên thuyên để cho Đức Phật thầy Tây An nói chuyện với sư bà. Nhưng không hiểu sao thầy cứ nhìn thẳng vào mặt sư bà mà không nói một lời nào hết trơn á. Rút ra xe về một đoạn thì thầy lại vô Diệu Phụng một lần nữa khoảng 15 phút. Thì sư cũng nói chuyện nhưng thầy không nói gì hết. Bữa cơm tối ở chùa thì thầy lại vô nữa. Thầy nhìn xuống Diệu Phụng, lúc đó là Diệu Phụng đang mặc bộ đầu nâu. Thầy ngồi cứ dòm hoài nha. Chắc có lẽ là thầy ưng ý hay sao không biết nha. Rồi tối nằm trên lầu á, muội nghe tiếng đi, đi, đi.
Đó, rồi muội tuột xuống dưới trần chợt nằm giọng đông đưa thì thấy mờ 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 một bóng người và đi gần tới cửa chùa thì ra Đức Phật Thầy Tây An xuất hiện. Thầy đang cầm tới hai tay một chiếc hộp vuông, trên đó có gắn hình bông rất là đẹp. Và trưa 21 âm lịch tháng 8 năm 2024, lúc đó là 12 giờ 12 phút, muội đang nằm giỏng đông đưa thì một nàng tiên mặc đồ trắng toát, tóc đính một hàng bông trắng cài trên đầu, bay lướt qua thì mẹ Diêu Trì xuất hiện, đai lưng của mẹ màu vàng. Ngồi chính phẩm nghe con. Rồi trên quãng đường á, đưa ông Út với cô Sáu, ông Sáu trở lại núi dài năm két á, thì sao tự nhiên nghe Út ngủ mà ngái khè 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 tiếng rớn rất tự nhiên lớn lắm. Muội thấy lạ quá, rồi đương nhiên khẩu của muội tự nhiên muội mới kể về ông xã của muội đi đánh giặc cái Campuchia Khmer Đỏ ngày xưa đó, của bên Campuchia đó. Thì muội nói là ông xã đi đuổi một người hết sức căng đảm đi vô chùa, vô rừng để mà đi đeo hỗ trợ nhau lúc đi rừng. Đơn đi một đoạn thì ở trên đầu cây nghe ao 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 ao. Đó, hai người mới ngồi rộp xuống thì ra là ông rắn hổ mây. Nó bự bằng gốc dừa của mình đó, gốc dừa bự nha, chứ mấy người nhỏ nha quý vị. Đang lướt trên cây thì mỗi người ra hiệu bắn mỗi người một phát, ra bỏ chạy hai hướng. Trong khi bắn á thì còn nhìn thấy là có vết máu. Bởi vì dân Campuchia lúc đó là người ta mất bình thường lắm, cứ mất tích hoài à. Thành ra từ khi bắn con rắn nó xong rồi là người dân không còn mất người nữa. Thì tới lúc đó vừa xong thì Út thức dậy, Út nói là người ta đang ngủ mà nói chuyện hoài và ngủ gì được. Tại vì Út á là có một ông nưa đang ẩn trong xác của Út á. Rồi từ khi Út rời chùa ra thì phần thiêng liêng của cha mẹ không còn nữa. A Di Đà Phật. Rồi cái chợt đi núi Cấm á thì ngủ một đêm, sáng ra thì sư bà ngồi quán nước đợi cho muội với một người bạn đi qua bên thăm viếng bên ông Di Lặc. Trước khi đi qua Di Lặc thăm viếng xong á thì có một đoàn người Phật giáo Hòa Hảo vừa đi vừa có cái lo mà để mà ngâm bài ngâm cái muội không có rành ở bên kinh đó, vừa đi ngâm nga thì lúc đó thì tự nhiên là Đức Phật Thầy Tây An á là về xác của muội. Thầy rất là tỉnh. Sáng ra đó thì Út có nói với muội, có nói với Út là cái cô này như vậy vậy đó. Thì Út nói như vậy, trời ơi, nó quýnh là một là đã thương, hai là chết đó. Thì muội nói có gì đâu, bình thường mà. Rồi cô ta, cái bàn ở dưới, cô ta sấn lên cái bàn của ông Sáu này, có năm người đang ngồi. Thì cô ta chứng chuyện. Đến lúc rất là căng, gai go dữ dằn thì ông Sáu có khuyên nhưng mà không sao mà khuyên được. Bởi vì cô rất là hùng hổ, sởm sởm không à. Thì muội đứng lên, muội hư một tiếng. Thì cô ta lật đật chạy tiếp bên bàn kia ngồi. Mà cái mặt thì lại là không, cứ nhìn qua Út hoài, tự kỳ tức cái mình là không kiếm chuyện Út được á. Lúc ra về á thì Út có trao cho muội một cành hoa, dặn tới chùa sư bà thì đưa sư bà, để sư bà rước vô chùa quy ông quy y các ông liệt sĩ đó. Rồi ông Sáu nói với muội rằng giúp đỡ được thì giúp nghe con, tốt lắm. Rồi ông nói tiếp á là muội coi vậy không đơn giản đâu. Một lần á sư bà rước ông Sáu của Út về chùa chơi, tất cả Phật tử quy tụ trước cửa, thì lúc đó là muội ở đằng sau á, thì điển của cha về, điển cha về xác Út, rồi cho người ghi lại hai hàng thơ: phượng dục cửu sổ, long sinh cửu phẩm. Rồi cha cho người kia muội lên trao tờ giấy cho muội đọc, nhìn hai hàng chữ cuối cổ phẩm là muội đang biết nói cha đang nói về mình. Lúc đó muội đứng sững chết lặng, không hiểu sao đứng sững. Thì bắt đầu cha nói một tiếng tiểu phụng, không hiểu sao muội gục xuống khóc ngất. Khóc ngất thì cha vuốt da cha nói á, con lập công kỳ này đường rất là nhỏ, thì né hông tay phải giọt ra một hình Di Đặc, hình mà để bó nhang đó, là hiện ra trước mặt, chắn ngang được mặt muội đang đi.
và cuộc hành trình núi dài năm giếng. Khi chạy xe chạy lên đường á, gần tới núi túi dài á, thì tự nhiên mắt của muội nhìn thấy mắt của mẹ của thầy chứ mô Phật xin lỗi, mắt của thầy là rất là to, thấy luôn cả lông mi và có màu ngũ sắc. Lên tới núi rồi á, thì muội có nói với Út, Út ơi muội thấy như vậy vậy đó. Thì muội ngồi xuống, Út giật cái mặt trái ra nói rằng là đâu nhìn kỹ có phải mắt này không. Thì muội gục xuống và nói con tìm cha lâu lắm rồi đó. Thế là cơm chiều khoảng chừng 30 người thì có một cô áo trắng ở dưới vừa lên á, dáng to chịch cỡ người lắm, tóc thì cập chát nè, rồi cũng bước lại ăn cơm chung, mắt á thì cứ liếc sư bà hoài. Tối thì văn bùng xong thì sư bà vô bùng nằm. Út thì kéo cái đòn kia qua bên mà am của Út riêng, còn cái bàn đó thì chỉ có muội và cô đó và một bạn thanh niên nằm ở dưới cái thềm nhà đó. Thì cô ta mới nó bóng mới gió, muội nói muội có biết đâu mấy chuyện. Thì bắt đầu cô nói rằng cô mới quýnh hải âu đó. Muội nói cô quýnh con hải âu có chết không, nhưng mà cô làm sinh không trả lời với muội. Rồi cô ta ngó xuống với bàn á, một thanh niên á, và cô khiển người đó lên kêu cậu này phải kiếm cái clip phải âu chứ cô ta xem, tại vì ở đó giờ á, là cô chưa nghe lần nào hết trơn á, nhưng mà kiếm hoài không gặp. Bất ngờ thì cô ta dùng một cái tay phải đánh thẳng vào trán của muội. Lúc đó xe muội bình dạ, ngày nay xe lết xe lôi đúng lời truyền sấm của thời đại lơi là năm rồng gắn ngựa dê chúng sanh thế giới rồi thi phơi, phải không sư huynh? Dạ, dạ đúng đúng là đúng. Quá chẳng luôn rồi sư huynh ơi, bên Nhật Bản tôi ta gì đó bão lục gì ổn động đất, bây giờ mới xây sửa chữa tạm thời ở, bây giờ thêm cái lũ lụt cái nữa tàn phá đó. Bởi vậy thầy nói mà khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh niêu bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc kêu rồi, nay tặng việc đi lập đời trở lại khắp lê thứ biến di thương ngại, dùng phép màu để lập lại thượng quân việc thiên cơ khùng tỏ chân cho trần ngã từ nơi dữ lý. Vậy đi sư huynh. Dạ đúng đúng rồi dạ. Vợ ông sư huynh nói sư huynh ở đâu? À, Bình Phan Thiết Bình Thuận á. Ồ, ngoài Đồng Nai á. Dạ nay anh em mình cũng có duyên lành. Duyên lành mới gõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước cái thiện duyên ưu phần. Còn mấy bây giờ kể sở người tài hiền lương đến hội nè, cũng kề một bên thấy không anh? Dạ, dạ đúng rồi. Dạ. Thì gắng anh em mình gắng cố lên, bỏ những tính hư tật xấu của mình, giận hờn nóng nảy sân si hỉ nộ đó, giận mình trở về đang cho kịp thời kỳ anh ơi. Thời gian gấp rút lắm rồi. Gồng bay dân chúng nào yên, gắn bò giáp giới đạo liên dân trần người sư huynh ơi. Dạ, dạ sắp tới là đói đau bệnh tật rồi lửa cháy nước ngập rồi lửa cháy rồi chiến tranh. Dạ. Cái tiếp nạn đó là dân mình trên đất này là phải chịu hết, Nam Châu bốn biển này là phải chịu cái cảnh đó. Dạ, quan lắm là trời mà đất sàn lạp mà. Dạ. Nói chung là của thiên ca ở đây nữa. Quang năm thì quang năm là chắc toàn cầu luôn quá chứ huynh ơi. Dạ. Gồng bay dân Nam Châu bốn biển này luôn. Dạ, gồng bay dân chúng nào yên, nó gắn bò giáp giới đảo liên dân trần. Dạ. Gắn là thì giáp giới rồi. Bởi vì gắn anh em chúng ta phải gắn lên. Để thầy nói nè, em nhắc lên sư huynh nghe nè. Đêm nay mới cũ hiệp hai đàn, sinh nhật lễ này tại thế gian, mèo gồng cao thấp chơi cùng giỡn, đông ngạ sinh sang khắp địa hoàng. Nghe thấy ghê không sư huynh? À đúng rồi. Dạ sắp tới là hiện tiền tại thế mình là vô vi làm xong rồi, tới là hữu hình làm đó. Hữu hình là con người mình gặp nhau đó. Dạ. Ê, sư huynh thấy không? Ở ngoài chỗ là Lào Cai bởi đó, sư huynh thấy không? Chết gì cái nhà 13 người, chết trên 13 người, 5 người chết hết 4 người còn người, 6 người chết hết 5 người còn người. Thấy cảnh tang thương không sư huynh? Rồi nhà 4 người, cái vợ con chết hết, cũng ngồi đó,
ta cho cơm cho nước ông ăn. Ông nói ông không cần ăn. Cô bác cảm ơn cho tôi ba cái hàng để tôi chung vợ chung con tôi. Nghe mà nói đứt ruột từ là đạn ruột với ông chú huynh. Bởi vì thầy nói mà từ đây sắp đến thảm thê rồi. Con lìa cha mẹ vợ kia xa chồng. Thấy chưa? Đến, để chừng đến việc ngóng trông chết gần trời Phật còn không lòng từ bi. Thì bây giờ nó đã đến việc của Phật rồi. Đến rồi. Bằng cờ đã thúc rồi tháng chốt, tháng xe, tháng phố rồi là tháng rồi hết rồi. Bằng cờ quýnh tháng rồi mà. Còn gì nữa? Dạ. Đã bắt đầu sàng lọc nữa là xong. Bằng cờ tiên đã quýnh lâu rồi. Dạ. Tháng rồi, lâu rồi. Dạ, từ năm tí tới giờ đó là lộ cơ trên rồi. À, hội tí sủ tiếng động bên nhà đó là canh tí đó. Dạ là biết tới luôn. Dạ một giấc 12 trái chuối mà ăn hết 12 trái luôn á. Dạ dàn sáu bài trái đã ăn hết 12 trái chuối luôn rồi. Trong dạ. Cái giấc này là 12 năm luôn. Dạ tới thăng dậu thánh thần nấu động thởm cho trần nhà trống ruộng quân đó mà. Dạ đâu phải giữ rồi dàn lắm chứ. Tiếng thang mà lị nhỏ khóc chàng nạn tay dồn dập xóm làng còn chi. Đó dạ. Dạ 12 năm này từ tí cho chí hợi biết đâu mai chịu đó. Dạ y chang vậy đó chú huynh. Dạ. Ơi thì dạ đúng rồi hội tí sủ khai thiên tịch địa đó mở hội 2 năm đó, thì khủng dạ. Khiếp dạ. Chết chóc bệnh dịch đem về đó có sư huynh dạ. Thấy không chuột còn đây chưa thấy khổ đâu chừng được đích con trâu phá cổng thấy không dạ. Đến chừng đó thay phơi trần đóng ở đời hạ quân chết chết còn đó đủ thứ rồi đó cho nên nếu không mà không tin nhá là theo quả càng lớn. Quả càng lớn. Dạ sư huynh ta thấy theo thầy theo thầy cho theo mẹ. Dạ nhỉ. Mà cầu nguyện giới dân mà xin bớt á là cái quả nó nhẹ mà không tin là còn chạy. Dạ thì bây giờ sư huynh thấy không những lời em nhắc lại là lời Phật thuyết em xin nhắc lại nó Iran không thấy không sư huynh. À đúng rồi. Tới năm sủ con trâu đó thấy ông phá cổng thấy không. Ừ, phá cổng á. Ừ. Ừ. Bởi vì gán sư huynh ơi năm nay là năm thìn rồi. Tháng nữa, tháng cho không có nam nữa. Dạ, đúng rồi. Năm tháng hạn, chờ giờ đến Tết. Cặn giao thừa nổ lết nổ la. Nổ la, đó đúng rồi đó. Pháo tung bay sát gãy muôn nhà, nhìn trời nọ thật là u tối. Ngày mùng 1, rồi bước ra xin lỗi kế mùng 2 bên nội khởi trương. Kế mùng 3 nhiều cảnh đoạn trường, kế mùng 4 chìm xuồng biển cả. Mừng ông bà mà con cháu chạy đi. Nghe thấy gụng gợn không chú huynh? Đúng rồi. Làm được cái chuyện của Trần này chứ Trần nó phải dễ làm đó. Dạ. Cảnh khổ tới rồi chú huynh đi. Khổ dữ lắm, khổ mà đó nữa đó. Đó chết ra, sạch nó chết đó luôn đó. Dạ. Không phải là bác mình sáng lo trồng mà để mà ăn cái là đó chết. Dạ, đói lòng ăn bắp với phai mà chờ cho tới hội chiều mai coi đời. Tam thi chiến này nó bùng nổ thì rồi xong việc hết đó sư huynh ơi. Kỳ ba này liên tử tái tơi mà Nga Anh Mỹ tranh giành giao chiến mà. Thời khoa học văn minh tăng tiến đưa hồn người vĩnh viễn ngàn thu. Khổ lắm sư huynh. Lời ông cụ Trạng nói giờ ông lộ hết trơn đó sư huynh. Tháng 7 tháng 8 đi chơi nè. Mời anh mời chị đó chơi một sòng. Ăn Tết mới đá thiệt đông đá từ chợ lớn rồi công trở về. Đi cùng thành thị thôn quê chú đi lục tỉnh rồi chú về tay không đi sư huynh. Đúng. Cả về non đảnh mới lập đàn cài tiên. Cả kêu khất đậu cài tiên. Thế mà muốn đánh để tiền năm quan. Có thua xin trái thể thang. Sắp cài ngầu lại năm quan để liền. Khất tiền mới ngay nói chịu liền nước đỏ nước tráng cho tiền lộn con. Đi đầu chốt tráng quá ngon bên chia pháo đỏ lòng thon cặp kè. Chốt tráng ra bị xe nghề. Xe đỏ nghề nghiệp đem về chống ngang. Pháo đỏ tượng tráng đang. Xe nghề ra chống đón ngang nước cờ. Chốt đầu xuất tướng ba phời. Pháo đầu xuất tướng ba phời. Xe đâm tượng cháy thận thời tướng thua. Thiếu tướng bác sĩ làm vua. Cờ ai đánh dậy mà thua uổng tiền. Bá gia hãy gắng chịu phiền. Thiên ca bắt lậu có quyền tối phân. Đó là cái đầu đề của là thế gian mỗi việc mỗi mòn đó. Người lấy mòn sông mòn biển lại còn mòn non á. Dạ. Đổi chồng đổi vợ đổi con đổi non đổi núi đổi hòn Hà Tiên. Đổi châu đốc đổi tịnh biên. Tắc sơn lại đổi qua liên nhà bàn. Qua liền nam nước chặt đàn.
qua lụa dân giáo máu tràn thành sông, đổi nhật đổi nguyệt đổi phong, đổi nam đổi tháng đổi trăm ngày giờ, đổi cha lại đổi nhà thờ, đổi cầu đổi bãi đổi cờ năm ban, trời xây âu á bốn phương, nước tràn bờ cõi khó ăn thời kỳ, chuyển luân bảo bực biên thì, ngửa nghiêng trời đất lập kỳ thượng ơn, thiên trong anh chị làm ơn, hãng ai ở thật còn hơn làm giàu, giữ sâu cho khổ máu đầu, giữ sâu cho khổ tấm chầu Phật ban, cho em mà bỏ nhà quan, thay phơi chết đó ngộ ngân sớm làng, theo tôi đã đúng lầm hàng, cậu Long chia thịt gom toàn năm châu, nhỏ đồ ổ quá sâu, nằm hang ca hát ở đâu biết gì, trâu tôi lắm giỏi ở bì, chờ cho nước cạn bách thì cài chơi, mặt tình đúng buổi nghỉ ngơi, thượng ơn ăn tết chiều mơ đã gần, trung quân thoát tặng thành thần, nhà ơn trời Phật xây dần có khi, quá hay đấy sư huynh ơi, cái cơ của ông ba nói cơ này quá chẳng này. Dạ anh tới đó. Dạ y chang luôn nghe không? Dạ anh tới rồi đó. Dạ đất bất kỳ sâu quá cuộn sâu tàu mang đến nói chân câu đặt lời. Thấy ghê câu không? Đặt lời đúng rồi. Y chang nghe sư huynh. Tại vì năm nay năm thìn mà chúng sanh thế giới lần lượt bước, tự địa năm châu thay chắc chồng ta đây thượng đế truyền chiếu chỉ, ăn chỉ liền ngay đúng năm thìn. Thấy ghê không sư huynh? Năm và năm 24. Năm 24 là lúc đến thời rung chuyển trời đất đổi hồn nhân gian, quá y rồi. Gắng cố lên sư huynh ơi, anh em mình gắng cố lên. Giờ là phải sống mà phải tu hành mới còn được cái cơ này. Dạ. An hiền ở lành. Dạ. Nói năng ngay thẳng là trơn chắc thật thà ha sư huynh. Cũng rồi, chắc phát thật thà. Dạ. Ăn ai nói thật. Dạ. Thì ông ba ông nói ăn ai nói thật thì mày thấy tao đó. Thì bởi vì tháng này tháng gà nè, tháng 8 này tháng gà. Đó. Dậu rồi tới tức chó với con heo đó. Dạ. Con heo heo mới đúng giờ á sư huynh. Đó. Heo tôi nay đúng làm hàng cạo lông chia thịt luôn toàn năm châu á. Trong năm nay đó. Trong năm nay luôn á sư huynh. Đúng rồi. Dạ. Còn con heo thiệt là quá tệ, ăn ngủ hoài cho mập cái thân quậy phá chuồng, không kể chủ nhân chủ tức giận mà bầm ra đại khách luôn, nghe thấy ghê quá sư huynh. Đúng rồi. Heo đúng tạ long nhân khai mở chuột trở về thấy bình muôn thở, châu vui mừng là thượng cổ đáo lai, nghe thấy ghê không sư huynh. Vậy là nó đúng mấy cái cơ này, nó đúng cái cơ hay sư huynh. Chừng nào thằng ngốc làm vua rồi đó. Dạ sư huynh đọc đoạn đó nghe sư huynh. Sư huynh đọc cái đoạn đó nghe sư huynh. Hả? Sư huynh đọc cái đoạn đó cho em nghe coi. Chừng nào tôi xét chỗ đi đó, tới đó rồi. Dạ. Là ngoài Biển Đông đó. Thì y gan rồi, chừng nào lúa mọc trên kỳ. Vôi đi trên giấy tới đại Đông Chu á. Lò ràng mà thiếu xếp, ràng vô thiếu đồng lúc đỉnh mà thiếu sao bớn nồi luôn. Dạ. Bớn lò luôn á. Quá trần luôn rồi. Bởi vậy sư huynh có gì chia sẻ cho em biết, rằng em nhắc cho anh em bổn đạo như cùng huynh tỉ muội để gắng mà bỏ những tánh hư tật xấu của mình đó, nâng mà mau trở về. Bây giờ phải sống tốt, sống tốt đời và đẹp độ, là đẹp độ và tốt đời đó, hai cái đó. Dạ. Điều thứ 8 phải tóm tắt thương yêu lẫn nhau như con một cha á sư huynh. Đúng rồi. Dìu dắt với nhau vào con đường đạo đức, thì nếu ai giữ trọn lành trọn sáng. Đạo hạnh đó. Dạ. Được về cõi Tây Phương học đạo cho hoàn toàn, trở lại cứu giới chúng sanh nè. Đúng rồi. Dạ. Chỉ còn con kiếp này sư huynh ơi. Kiếp này là hết rồi đó. Dạ. Nếu không tu là muôn thở. Dạ. Tu một kiếp người. Dạ, tu một thở là cứu thân vĩnh kiếp, độ được mình còn vớt mẹ cha. Thiền to một chiếc sấm ga tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi. Nghe rất là hay hay sư huynh. Dạ. Với cái thời mạt pháp này trời sư huynh ở đâu tôi thi huynh tu cũng được. Dạ đúng rồi. Thời mạt pháp là kỳ. Chùa ôm miếu cấp gì đâu mà. Dạ. Thời mạt pháp là kỳ đại xá, lực tu hành chẳng khó như xưa. Tại gia là tại nhà đó, niệm Phật sớm trưa cũng là được Phật đến đưa đón về. Đúng rồi.
người sẽ có liên quê đỡ gót, còn lại thêm lỏng phép cho thân. Lần này là dịp thoát trần, không tu thì chẳng còn lần nào tu đó. Là tôi đúng đúng đúng. Cái này mới có thiên tai địa ách thôi mà tới mà cái ông cảnh ông năm chèo đồ ra đó, với bản xà đồ khổ lắm với sư huynh. Dạ. Chừng nào mà lửa ra là bữa ẩn lạnh. Dạ thì bây giờ thầy đã nói hết trơn rồi. Ừ. Đó, việc thiên cơ cùng tỏ hết trơn cho thằng Hạ Tường nơi giữ lý mà. Đúng rồi. Bởi vậy thầy mới nói là con sông nước chảy dòng cầu ngày sau có việc phẩm thầu thiết ta. Đúng rồi, đúng rồi. Chừng ấy nổi vậy phong ba có con nhiệt thú nút mà người hung, đến chừng thú ấy phục tùng. Ba gia mới biết người khùng là ai. Đúng, đúng, đúng. Dạ, đó nghe cái ghê đó sư huynh. Ừ. Còn mấy là mặn xà ăn nếp rừng xanh, loại bơi uống khúc hoành hành gớm ghê, kẻ bạo ác hồn mê bất tỉnh, dưới sông thời lĩnh nhỉnh xấu to. Dưới trên con hét con hò, lớp bay lớp chạy mà dày dò người hung. Nghe thấy ghê không sư huynh? Dạ. Cái câu đó là tới. Dạ, gắn to tên gọi mặn xà trên rừng nó xuống nó ra trên cằn á. Đúng, đúng, đúng. Ai mà tu chỉnh chuyên cằn làm đường ngay thẳng có thằng đổ cho. Thằng đổ cho đó. Dạ, thì giờ sư huynh đi. Sư huynh gắng làm hiền nghe lời Phật nói nè, em chỉ nhắc lại thôi. Tu thật tâm thoát ngài quy biến, tu dối lòng không chỗ thoát thân. Thật tâm tu thì có thánh thần ngài kết cuộc hộ trì đưa đón, thấy không sư huynh? Dạ, nam mô Phật, cảm ơn sư huynh nha. Bây giờ anh em mình cũng đã biết rồi, bởi vì mong bá tánh đừng gây nên tội. Đặng mà còn cơ hội để trở về, màn cuối cùng ta thấy thảm thê. Hết bá tánh đừng ai mê nữa. Ta sợ đời lỗi không kịp sửa mà ngài định kỳ mở cửa chấn tâm. Thương cho đời không biết tu hành, tu không thật tội này khó đất. Nay cơ lực đem ra cân nhắc cho người hiền hiểu rõ cơ trời. Đặng thấy đời lực sử ngày mai, người tu thật thì thời cơ sẽ rõ đó sư huynh. Sư huynh có khách quen hay lại sư huynh? Là phần hành trách nhiệm mà. Dạ, làng gần cho đến tỉnh xa lúc xưa cũng phải ruột gà với nhau đó. Chỉ nhau phải tên chứ đâu. Dạ. Cho nên mình phải thương yêu nhau, đùm bọc với nhau để nhắc nhở những lời Phật nói vậy mà, bây giờ nó có hết trơn rồi. Hả? Nga sức đau binh gây đại chiến, Nhật Tàu chỗ mặt sấm như vậy luôn. Nó y ra nghe không sư huynh? Nè, tao nó cũng thân nhau rồi, trong sấm trong sát nó cũng thân rồi đó. Dạ, thì đó. Cũng thân ra bắt đầu là bắt đầu chém. Cái cảnh này khổ lắm sư huynh ơi. Khổ dữ lắm chứ, rồi sư huynh tới nơi rồi. Sư huynh coi còn cười nổi chứ em cười hết nổi luôn, thấy sát sát một bên luôn. Mình sống mình dù có cái cảnh nội nữa mình cũng phải sống là thiên nhiên tự tại đi, vui vẻ. Dạ. Mình không lo thì lo nhưng mà phải ân nhiên tự tại. Bởi vì anh em mình đã phải gắn những lời nói phải cẩn trọng. Nhất lời nói bao giờ cũng lọc, buông ra rồi có hút lại nào đó. Tục gần lưỡi bén như dao, nói ra một tiếng là đoạn bao nghĩa tình. Sự vui buồn trọng kinh thương ghét thường do nơi mầm mép gây nên. Chỉ trong một tiếng cắt lên hoặc tan sự nghiệp hoặc tan cửa nhà đó. Lời nói dễ phá hòa ra nghịch, lời nói thường giết chết được người. Cho nên tất cả người đời trước khi phải nói lựa lời cho thanh. Nói tổn đức mà nói sanh ra thù quán, xong nói chi lừa, nói tiếng chi chua gì hít vô cũng hết luôn thì đó. Là nhất định phải chừa dù ai cậy lưỡi mà không thưa thúc lời. Thì đây, không làm mất thì giờ bà con, thì cái chai dầu này là chai dầu diêm son ngừa Covid của Quốc Tạo, đã chế ra, gia truyền chế ra. Thì ở đây qua quá trình nghiên cứu học hỏi của nhiều người thì hôm nay cái loại dầu này nó được tăng lên 19 vị thuốc bắc. Và những vị thuốc bắc trong đây nó giúp cho bà con rất là nhiều ý nghĩa, cũng giống như là hiện bây giờ là trị diêm son, rồi ngừa các bệnh ở ngoài không khí, ngừa bệnh ho lao, ngừa bệnh hen suyễn, ngừa bệnh nóng lạnh, ngừa được bệnh bạch hầu luôn đó. Thì như vậy thì qua cái quá trình đó thì chai dầu này nó được nâng cấp lên rất là cao độ luôn quý vị. Và nó có ở dưới đáy dầu này, nó có một lớp đục, thì ở dưới đây thì bà con thường nói là cặn, nhưng thật sự ra cái này không phải là cặn dầu, cái bản chất của nó là nó trong vắt à. Nhưng mà ở đây Quốc Tạo để thuốc xay thuốc bắc, Quốc Tạo để vô thì chai dầu nó có nên những cái mợn ở đây khi bà con dùng, bà con lắc nhẹ gì đó. Những bà con nào có đi mà ra ngoài dùng ngoài bắc á, ngoài bắc ở ngoài dùng ngoài mà chỗ mà động đất rồi sóng thần rồi đó quý vị, hay là chỗ mà sạt lở đó, thì quý vị có đem dầu Quốc Tạo ra ngoài để cứu trợ cho bà con.
Thì hiện qua giờ Quốc Đạo gỡ đi tổng cộng là 10.000 chai ra ngoài để cứu trợ. Còn cái phần Quốc Đạo tiếp cho lẻ là hết 1.000, 2.000 chai là bình thường. Còn Quốc Đạo đặc biệt là đã gỡ 10.000 chai ra ngoài để cứu trợ cho những bà con. Có nghĩa là những bà con này sức dầu vô thì nó sẽ giống như cái mùi mà xác chết đó, những cái mùi mà bẩn đó, thì nó sẽ ngừa được cái bệnh. Hiện giờ bà con ngoại bệnh rất là nhiều luôn. Đó thì ngoài ra, ngoài cái việc ngừa không khí, ngừa tất cả các bệnh không khí, còn ngừa được cái bệnh đó nữa đó quý vị. Ngừa được các cái bệnh giống như là ho lao, hen suyễn, nóng lạnh, rồi bạch hầu, rồi nhờ Covid vân vân. Thì ha, mình sẽ cho lón qua cho qua phần dầu. Còn ở đây là cái keo dầu Quốc Đạo ngâm. Cái keo này là tổng cộng là keo thứ 10. Thì bà con lấy cái keo này là cái keo thì là được trên 4 tháng. Cái keo này trên 4 tháng ấy, là cái keo thứ 10 rồi đó. Này có để số 10 luôn nè. Thì Quốc Đạo đã ngâm tiếp tục 3 keo nữa rồi. Để phòng ngừa theo thì có số bà con đã lấy dầu này sử dụng rất là thành công. Cho nên Quốc Đạo đã gắng sức để làm. Thì quý vị biết mỗi lần ngâm như vậy là tốn kém rất là nhiều. Và mướn dân công làm cũng rất là tốn kém luôn. Nhưng mà vì cái lòng từ bi, dầu bây giờ lên tới 5.000 chai. Quốc Đạo vẫn để bà con 4.000 chai bình thường. Vậy đó. Cho nên cho bà con và để cho bà con dùng coi rất là thành công trong cái cuộc sống. Quốc Đạo sẽ lón ngang nha, tại sản phẩm nhiều. Còn cái chai thuốc này là chai thuốc nhỏ diêm son. Thì nhỏ diêm son này đó, bà con bị diêm son bà con nhỏ vào thì đó, nó sẽ làm lành da, khử mùi và sẽ hết bệnh diêm son ha. Còn ngoài ra nó còn trị được bệnh thối lỗ tai, lùng bùng lỗ tai luôn. Còn cái chai này là cái chai ngứa. Thì cái lọ ngứa này đó, là cái lọ ngứa này đó là cái lọ sẽ tổng cộng là 23 vị thuốc bắc. Và nó được nâng cấp lên rất là mạnh luôn. Hiện giờ trong những chùa, trong những ban trị sự lấy rất là nhiều luôn. Những anh em đi làm những cái nơi mà có bị nước đó, quý vị bị lông ben, lắc biến, lắc đồng tiền, nó mân cái chân, cái tay, kẻ lỡ u nhọt, nứt tay, vẫn ho được bình thường. Đó, đi rất là thơm luôn quý vị, mở ra nó thơm mùi dầu dừa thật quý vị, dầu dừa nguyên chất á. Và con tho mà lỡ nó dính vô miệng và con liếm luôn không sao hết trơn ha. Nó rất là tốt cho da thịt của mình luôn. Nó núm ngoài da là đều tho được hết ha. Cái loại này là bà con ngứa cỡ nào, bà núm da cơ địa ngứa cỡ nào là tho cũng hết chứ. Nứt tay nứt chân luôn. Tiếp tục là chai nhỏ mắt. Thì chai nhỏ mắt này trong thời gian gần đây nhờ có những cái vị mà đã phản đối trái chiều đó, nói là gì rượu làm ngâm bằng rượu thân nhỏ vào con mắt đó, bị đuôi mắt đó. Thì bây giờ hiện giờ Quốc Đạo đang ngâm bằng rượu và đã hiện giờ rất là nhiều bà con nhỏ rất là hết bệnh luôn, không cần đi mổ nữa. Thì ở đây bà con đã rất là tin tưởng Quốc Đạo và đã đặt mua rất là nhiều luôn đó. Cái một lọ nhỏ mắt này chỉ có 4.000 thôi, rất là dễ luôn. Nhưng mà đặc biệt là những cái thành phần làm trong đây thì bà con cứ điện lên Quốc Đạo sẽ nói cho bà con thành phần rất là hay luôn. Còn mỗi lần mà để lên đây để cho bà con xem thì Quốc Đạo lúc nào cũng nhỏ hết trơn. Đây là bà con Quốc Đạo cắt sẵn một chai này, bà Đạo nhỏ cho bà con xem ha. Nó trị mây cờm, mây thịt, mây mù, lem lép mắt, cận mắt, mắt hột, mắt đỏ, mờ mắt. Đó, bà con nhỏ vào, nó gác tầm cỡ 15 giây mà đối với Quốc Đạo thì nó không tới 15 giây quý vị. Nó tầm cỡ 10 giây, Quốc Đạo nhỏ nhỏ thêm một bên giọt nữa là một bên hai giọt quý vị. Nó không có, nó nhỏ quen rồi, nó không có còn gác nữa quý vị. Nó Quốc Đạo nhỏ một bên hai giọt đó. Thấy không? Chưa tới 10 giây nữa không? Đó. Nè nó chị, quý vị mở mắt ra rất là sáng mắt luôn. Đó này Quốc Đạo chùa những cái mà dư ra đó. Đó. Thì bà con bị mây cờm mây thịt mà người ta kêu đi mổ đó thì thôi mình đừng có mổ. Mình cứ nhỏ một liệu trình như vậy là 4-5 lọ như đó là mình gom, nó gom mây lại. Đó. Ở đây là cũng 80% bà con gom mây lại đó. Thì thuốc nhỏ mắt này làm rất là khó quý vị, làm rất là khó. Chờ không nắng là làm không được đó. Có chờ nắng phải đem ra ngoài nắng lắc cho nó tan ra. Đó, rồi một ngày nào cách một ngày là phải lắc một lần nữa. Tiếp tục là cái chai rượu xoa bóp. Thì cái rượu xoa bóp này hứa quý vị luôn là chỉ có gia đình của nhà họ Quốc Đạo mới có thôi. Quốc Đạo, Quốc Cường, Quốc Thành, chỉ có ba cái người này mới có thôi. Còn ngoài ra là không ai có cả, không phải không có nguyên liệu. Nhưng mà cái loại này nè là chúng tôi đã kết hợp rất là nhiều thứ trong đây. Hiện giờ nó lên tới 25 vị thuốc bắc rồi. Là nó kết hợp vô nào là băng phiến long não nè, nào là bạc hà băng Ấn Độ nè, 1kg 2 triệu nè. Rồi nào là rất là nhiều vị thuốc bắc trong đây. Đó, có to, có đầy đủ luôn. Thì trong đây được kết hợp của 4 vị thầy mới làm được cái chai rượu này. Chai rượu này đặc biệt như thế này. Quý vị thoa vào chỗ nhức, chỗ mỏi thì trong vòng 30 phút nó sẽ giảm đau từ 70 đến 80%.
đó, rồi nó có chất điều trị cho bà con, điều trị từ từ từ. Quý vị buổi sáng đi chặt gân chặt chân thoa vô, buổi chiều quý vị đi lợi bình thường đó, như vậy nó mới là hay quý vị. Còn quý vị nhức gân thoa dưới, nhức trên thoa trên, lấy nè cha lấy một gòn chấm vô nhét vào cái gân cũng hết. Rồi quý vị ban đêm ngủ quý vị thoa hai gần cổ này, quý vị thoa gân xương sống, quý vị ngủ rất là khỏe luôn đó. Những người mà ngủ không được thoa cũng ngủ được luôn, rất là hay. Cái chai rượu sâu ớt này tuyệt vời lắm quý vị. Nó là cái rượu sâu ớt này khi mà độc nhất vô nhị đó quý vị, chỉ có nhà họ Quốc Tạo mới có thôi, và dầu này Quốc Tạo ngâm ra mới có thôi, chứ không có loại dầu nào vậy đâu. Có nhiều bà con cô bác nói ủa dầu trắng tốt. Dầu trắng là nó là mớ ban đầu vô là mình làm là thành là cái nước trắng, tức là dầu trắng, nó không hương vị, nó không có gì hết, nó chỉ có bạc hà băng thôi, bình thường thôi, nó hương vị bình thường thôi. Còn đây mình ngâm vô thêm 16, 14 vị, 15 vị thuốc bắc, rồi 4 vị hương nữa, quý vị nghĩ coi chúng tôi tốn tiền biết bao nhiêu. Nhưng mà mình đâu có nghĩ chuyện đó quý vị. Nhưng mà cái dầu trắng là hứa với quý vị là dầu trắng không tốt, 100% không tốt. Còn những cái mà nhìn giống như những cái bà con mà nói ờ tại sao em không dán tem vô, nói thấy không, cái tem á là Quốc Tạo dán vô một ngày 4-5 ngàn chai, Quốc Tạo dán sao nổi quý vị, dán sao nổi. Cái đồng tiền tem đó là Quốc Tạo đã bỏ vào đây rồi nè, bỏ vào trong cái hương vị nè, trong cái vị này nè, Quốc Tạo xây thuốc bắc bỏ đây nè, nó quý vị thấy không, lợn cợn nè, đó là cái đồng tiền tem của Quốc Tạo đã bỏ đây. Quốc Tạo tiết kiệm từng cái gia vị đó, đang để được có được cái sản phẩm tốt cho bà con, không cần tem, không cần gì hết. Quý vị sức vào hỏi dầu của ai của ông Quốc Tạo, nó tốt, ok, sức khỏe tốt, không có tác dụng phụ, rồi được, đạt 10 điểm. Còn dầu của thằng A, thằng B, nó có tem, nó có tuổi không biết, nó là ca sĩ hay là nhạc sĩ gì giới thiệu không cần biết, nhưng mà lấy vào tem tuổi rất đẹp, cái chai dầu bắt bóng bẩy mà chú quý vị sức vào không hết bệnh, quý vị cũng không có qua lợi nữa đâu, nó đơn giản vậy thôi, quý vị cũng không qua lợi nữa đâu, tại vì nó không hết bệnh. Còn Quốc Tạo nó tuy rằng cái chai nó thô sơ, nó không có gì, nhưng mà nó hết bệnh mới quan trọng. Và cái cặp thuốc này là cặp thuốc của Hồng Kông vị thuốc bắc. Cặp thuốc này đó là uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần uống 2 viên, mỗi loại 1 viên. Cặp thuốc này là trị nhức mỏi thần kinh tọa đĩa đệm gai cột sống thoái hóa và bệnh gút luôn, bệnh tai biến nhẹ luôn. Đó là những cái bệnh, cái phần trong cặp thuốc này chị. Và hiện giờ phát hiện ra có những bà con của bác dợp bẻ lấy chai rượu này thoa vô kết hợp với thuốc này uống vô hết luốn đó. Rất là tốt quý vị. Cặp thuốc này Quốc Tạo bán trên 2 năm nay thì bà con uống rất là hết bệnh rất là nhiều. Nói bà con bị sưng khớp háng nè, thấy không, rồi mình đi đứng không được nè, đái rồi tháo đổ nè, uống vô bây giờ đi bình thường, ra đồng làm ruộng làm gãy luôn đó. Còn những cô bác mà đi lên lầu xuống lầu khó nè, gió lên cắm nhang khó nè, quỳ xuống lại khó nè, vô nhà tắm nhà cầu đi ra không được nè, ngồi xuống đứng dậy không được nè, nó ngồi quỳ lại công phu chút xíu nè là cũng bị mỏi nè đó, bà con uống cặp thuốc này vô hết những cả cái chứng bệnh mà Quốc Tạo vừa nêu ra, tất cả hết. Nếu không hết điện lại Quốc Tạo sẽ 1 đền 2 bồi thường cho bà con. Còn cặp thuốc này hứa với quý vị không có tác dụng phụ, không có đề xa. Nếu có đề xa bà con uống vô bà con sẽ hết bệnh rất là nhanh, nhưng mà bà con sẽ bị phù, nếu tác dụng là nó phù lên, nó giữ nước, bà con sẽ bị giữ nước. Còn cái cặp thuốc này sẽ không có chất ta, không có tác dụng phụ, không có đề xa. Cặp thuốc này là 350 ngàn, cộng với cái combo Quốc Tạo gồm 5 món, chai rượu, 2 mắt, 1 ngứa, 2 viêm son, 3 dầu, là một cái combo này, một cái combo này là 120 ngàn. Quốc Tạo hỗ trợ cho cặp thuốc nhất 50 ngàn, là 400 ngàn, có nghĩa là một liệu trình 400 là liệu trình có cặp thuốc nhất, còn liệu trình 120 là liệu trình không có cặp thuốc nhất. Ở đây hộp thuốc này sẽ được hỗ trợ một cái combo này luôn, cái cặp thuốc T này. Thì đến đây sẽ giới thiệu trở lại cặp thuốc T. Hộp thuốc T này là T bì chi, chiên chỉ là T tay, T chân, gối loạn tiền đình, thiếu máu não, đau vai gái, kém trí nhớ. Thì khi bà con những cái bệnh này thường thường đi chung với nhau từ 1 cho đến 2 bệnh, có khi 3 bệnh, có người đi luôn 4 bệnh. Đó, có khi thì rối loạn tiền đình tức là máu lưu thông lên não không kịp, nó làm cho tê tay tê chân, nó làm cho ở sau lưng nó đau, đau vai gái tức đau chỗ này, nó tê mỏi chỗ này. Nó giờ kém trí nhớ, ra ngoài trước lấy đồ, ra sau lấy đồ, quên tới quên lui, cầm điện thoại lên không biết bấm cho ai chừng, cầm hoài. Đó. Thì ở đây là thuốc của Nhật Bản kết hợp với Việt Nam. Đó, thuốc này rất là tốt. Ở đây bà con uống hết bệnh rất là nhiều ha, thuốc tê bì chi. Rồi tiếp tục đó là hộp thuốc diêm son. Ở đây chúng tôi có hộp thuốc diêm son luôn. Thì có nhiều cô bác uống cũng đã hết bệnh. Bây giờ chúng uống diêm số uống thuốc diêm son này là không vô máy lạnh là bình thường luôn. Đó, không còn sợ máy lạnh nữa. Còn không còn ách xì nữa, không còn đau nhức đầu nữa. Còn lọ thuốc ngứa này á
Còn cái lọ thuốc này là lọ thuốc bệnh chỉ. Bệnh chỉ thì có chỉ nội và chỉ ngoại, ở đây chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu cho bà con luôn, chỉ nội và chỉ ngoại. Đó, cái đi chung với nhau vậy nè, cái này thuốc của Hồng Kông. Tại sao mà Quốc Tạo có loại thuốc Quốc Tạo là thuốc Bắc, thuốc của công ty, có loại thuốc Quốc Tạo là thuốc của công ty Việt Nam, có loại thuốc lại là nước ngoài. Tại sao vậy? Tại vì ở đây trong cái đầu Quốc Tạo đó là phải tìm ra những loại thuốc nào nó hay cho bà con. Nó hay cho bà con chứ không phải ở đây chỉ cái trưng bày thôi. Chúng tôi không chịu chuyện đó. Làm sao bà con uống hết bệnh, còn không hết bệnh thì Quốc Tạo phải nghiên cứu nữa chứ không có thể nào mà đứng yên được. Cho nên là thuốc Quốc Tạo nó đều có là nó rất là lạ. Nó có loại thì của nước ngoài có loại của gì công ty có, cho nên là nó kết hợp với nhau, những thuốc nào hay Quốc Tạo mới đem vô tiêu dùng. Còn đây là thuốc dưỡng bì đan, thuốc này là thuốc ngứa chị người có chức gan năng gan suy giảm do viêm gan, xơ gan, mẩn ngứa, nổi mề đay, vàng da, là thuốc này sẽ dùng cho lọc máu, lọc gan cho quý vị không còn ngứa nữa. Những cô bác nào ăn chay trường đó là thường bị là nhiều, chiếm tỷ lệ 80% đó. Tại sao biết vậy? Tại vì những cô bác mà đã bệnh đã điện đến Quốc Tạo, nói Quốc Tạo ơi sao cô ăn chay mười mấy năm nay, 20 năm nay mà cô ngứa quá con ơi, cô ăn cái gì vô phải trúng một cái là cô nổi sừng bệnh chân đây, cô uống thuốc này vô hứa với cô không hết con sẽ đền bù cho cô, một cô con đền hai cho cô. Ở đây chưa có ai uống thuốc Quốc Tạo mà không hết bệnh quý vị. Quý vị uống thuốc quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, giái Phật Tổ Phật Thầy cho con tên gì đó, uống thuốc của Quốc Tạo người hòa hảo con hết bệnh, con sẽ tĩnh tâm tu hành. Đó là quý vị giái chánh đạo thì quý vị sẽ hưởng được cái lợi cái ân ăn xá đó. Đó là chánh niệm. Quý vị cứ niệm Phật quý vị uống thì Đức Thầy có cho biết là giấy vàng xé nhỏ đành gành để trên bàn Phật chí thành uống ngay, thánh thần phưởng phát hồn bay ở đâu cũng đến độ gài chúng sanh. Ở đây là thuốc ngứa nha. Thuốc ngứa là lọc máu gan, lọc máu thận luôn, rất là hay luôn quý vị. Tiếp theo là cái hộp thuốc giãn tĩnh mạch. Hộp thuốc giãn tĩnh mạch. Ở đây là có nhiều cô bác đã bị đi đứng do nhiều người lớn tuổi, gân mình nó giãn ra, nó phù lên, nó làm ra nổi gân xanh, nổi gân đỏ, có người nổi gân trong nữa, người nổi gân xanh mà nổi gân trong nữa, nghĩa là nó phù ở trong nữa. Nhưng mà ở đây chúng tôi sẽ nhu cầu đáp ứng cho bà con hết giãn tĩnh mạch. Đó, hộp thuốc này chúng tôi đã nghiên cứu và đã đem tiêu dùng cho nhiều người lắm, rất là thành công. Tiếp theo là hộp thuốc huyết áp. Hộp thuốc huyết áp này thì có hình của ông bà già đang ôm nhau hạnh phúc như thế này, là tức là huyết áp chúng ông bà già đã ổn. Và khi mà mình nghe tin con cái mình nó quýnh lộn quýnh lạo, hay là nghe tin con cái mình nó làm tầm bậy tầm bạ gì đó, mình chực mình hết hồn, tai nạn gì đó mình hết hồn, thì mình huyết áp mình sẽ tăng lên, tim mình đập mạnh, sẽ già, mình sẽ bị dễ là bán thân bất tội, hay là tai biến mạch máu não mình chết đó, nhiều cái trường hợp. Nhưng mà ở đây thuốc này uống vô quý vị chứ không còn trường hợp đó nữa, huyết áp quý vị sẽ bình lại rất là tốt luôn quý vị. Tiếp theo là cái hộp thuốc thạch lâm thông, tức là cái hộp thuốc này nó trị sạn mặt, sạn túi mặt, rồi sạn bình thường, rồi sạn bàng quang luôn, nó trị tất cả những bệnh sạn. Và nó có thêm cái lợi nữa là giúp lợi tiểu, hỗ trợ suy giảm do mắc sỏi tiết niệu, tức là nó sẽ giúp cho quý vị uống thuốc này vào, quý vị uống nước nhiều vô, nó sẽ thải cái cục sạn ra cho quý vị luôn, nếu nằm ở vị trí thích hợp. Còn không thích hợp thì nó sẽ tan cái hòn sỏi của bà con đó. Thì ở đây những cái gì Quốc Tạo giới thiệu thì Quốc Tạo cũng đã dùng, bà con đã dùng và những vị khách đã dùng rất là thành công đó, đã báo cáo lại. Bà con nhớ kỹ, ai trong mình cũng có sạn thận hết, ai có tiểu dôi là có sạn thận, thì sạn thận bà con nên dùng một hộp hai hộp để nó xóa tan sạn thận. Còn ai mà sạn thận cứng nữa, bự nữa, nhiều ly nữa thì điện thoại Quốc Tạo sẽ chỉ thêm bài thuốc dân gian, mình kết hợp là vừa uống thuốc dân gian và vừa uống thuốc Quốc Tạo sẽ hết bệnh. Đơn giản vậy thôi bà con, mong rằng bà con hết bệnh để bà con cúng kiến tu hành. Còn đây là lọ thuốc ho. Lọ thuốc ho này đó là của Malaysia, gốc 100%, có tiếng Việt Nam, hỗ trợ cho bà con tiếng Việt Nam, tiếng của nước ngoài để cho bà con đọc dễ đọc. Và ở trong đây là trẻ em dùng được luôn. Đó, lọ thuốc ho này là thuốc ho trị ho đêm, ho ngày, ho lâu năm, ho đờm, ho gà, ho do hen suyễn, là điều trị hết tất cả bệnh ho. Hen và giúp cho quý vị không còn thở dốc nữa, giống như thở. Vậy đó quý vị, là đó là thở dốc, nghĩa là thiếu oxy. Đó, những ông bà lớn tuổi ưa thở gì là thiếu oxy. Chúng tôi sẽ giúp cho bà con cái phần đó luôn. Là do bà con ban đêm, tắm ban đêm,
mình sẽ hạn chế là không tắm ban đêm nữa, và thời tiết thay đổi mình sẽ thở dốc lên đó. Còn thứ ba đó là bên cái phần phổi. Phần phổi thì sẽ giúp cho bà con chữa lành phổi, giống như là bà con đã bị hậu Covid hay là phổi trắng hay là bệnh phổi gì đó, thì cái lọ thuốc này sẽ giúp cho bà con cái bệnh phổi luôn. Đó là giúp được ba bệnh đó đó, ho, tất cả bệnh ho, hen suyễn và bệnh phổi. Rất là tuyệt vời luôn bà con. Trẻ em uống được luôn nha, trẻ em uống được luôn. Trẻ em từ 2-3 tuổi trở lên uống được luôn. Tiếp theo là hộp thuốc tiểu đường. Thì tiểu đường này là tiểu đường viên. Tiểu đường này là thành phần trong thuốc là gồm có dây thìa canh, câu tự, câu kỷ tử, khổ qua, dao, giảo, cổ lam. Thì cái hộp thuốc này là một lọ 30 viên thuốc của công ty Quốc Tạo, bán toàn thuốc Bắc hết ha. Cái nào bán cái bán, cái nào tặng là tặng toàn thuốc Bắc hết, quý vị yên tâm. Và thuốc của nước ngoài hợp tác đó, thì được Bộ Y tế kiểm duyệt đàng hoàng, có tem có mọc đàng hoàng, đây có tem có mọc đàng hoàng, chống hàng giả đàng hoàng ha, tem bao bì đàng hoàng. Còn ở hộp dưới đây là hộp đường tán. Hộp đường tán này là cấu tạo từ những vị thuốc Bắc chúng tôi tán lại phơ khô đó, và còn dùng rất là tuyệt vời. Thì tiểu đường này nó khác với tiểu đường của thuốc Tây như thế nào, bà con thay thế tiểu đường này uống thay thế cho thuốc Tây. Thuốc Tây nóng, ở đây mát. Thuốc Tây biến chứng, ở đây không biến chứng. Đó, thuốc Tây bình đường, ở đây vẫn có bình đường. Đó, nhưng mà đặc biệt là thuốc Tây, hết thuốc Tây thì đường nó lên lại, còn đây hết thuốc đường chưa lên. Nó như vậy mới hay quý vị. Còn cái thứ ba là ăn được ngủ được mát mẻ. Đó thì thuốc Tây sẽ không làm được chuyện đó. Thuốc Tây uống vô sẽ nóng rút người lại, thuốc này không rút. Nó như vậy thôi là quý vị thấy hạnh phúc trong cuộc đời rồi. Thì ở đây có cái chai mật ong, sớm giờ Quốc Tạo quên. Ở đây là cái cộng hành ha. Cộng hành nè, nguyên chân luôn ha, nào bà con thấy ha. Quốc Tạo sẽ bỏ vào cái hũ mật ong. Thì mật ong này nguyên chất, mật ong này là chúng tôi lấy từ ở trên Campuchia về, Campuchia nước bạn về. Đó là gừng ở Campuchia nghe, chứ không phải gừng Việt Nam nha. Cái nào nói rõ. Thì ở đây là mật ong nguyên chất 100%. Thì mật ong này đó, nó bắt đầu để vào chút xíu nữa nó sẽ héo cộng hành cho bà con xem. Nó có hai cách thử. Một cách thử là héo cộng hành bỏ trong vòng 5-10 phút. Còn cách thử thứ hai tức là nó sẽ, mình sẽ để vào một miếng lông đền ở trong cái ly, giống như cái ly rượu vậy đó. Chế nước vào một lóng tay, mình quậy đều lên. Thì khi bà con uống vào mật ong thiệt thì nó sẽ ngọt bình thường. Nhưng mà mật ong giả sẽ chua, chua của mùi đường. Đó là cách hai cách thử rất là hữu hiệu. Còn mật ong này nó có tác dụng gì thì ở đây quý vị ngâm với tỏi. Quý vị ngâm với tỏi trên một tuần lễ, quý vị thoa vào cái chỗ bạch hầu, bệnh bạch hầu, đau cuống họng. Quý vị đau cuống họng, lỡ cuống họng quý vị lấy mật ong chấp vào cũng hết. Nó trị rất là nhiều bệnh luôn, huyết áp, tim mạch luôn, bao tử luôn. Thì ở đây buổi sáng quý vị lấy một ly nước sôi tầm cỡ ly cà phê vậy đó, 70%. Quý vị gót ong vào quậy lên uống cho nó vừa miệng mình. Và quý vị để hai lát gừng, một miếng chanh nặn vào. Thì quý vị uống cho Quốc Tạo là buổi sáng một ly, buổi chiều một ly. Nó nếu có điều kiện, quý vị sẽ cảm giác được trong mình của mình. Nó rất là khỏe luôn, nó rất là khỏe, nó trị rất là nhiều bệnh luôn. Nó trị bao tử nè, nó trị tim mạch nè, nó huyết áp nè, đó rồi nó ngừa được nhiều bệnh nè, nó không đau quần cổ nè, nó giải được nhiều bệnh ung thư nè, rất là tuyệt vời. Mà ông này nó trị bách bệnh luôn quý vị uống vậy cảm giác được, mấy người lớn tuổi nó khỏe, nó cực kỳ luôn, nó trị nhiều bệnh lắm. Còn ở đây là cái chai dầu dừa nguyên chất. Thì cũng báo với bà con là dầu dừa nguyên chất này đó là chúng tôi có một cái cơ sở nấu ở tại Bến Tre. Thì tại sao mà Quốc Tạo đưa quý vị giá rẻ như vậy? Thì hiện giờ thị trường là bán một lít như vậy đó là 400-450, vừa giờ lên giá luôn. Nhưng mà Quốc Tạo vẫn giữ bán cho quý vị giá 300.000 một lít. Là tại vì Quốc Tạo kèm theo những cái phần thuốc của mình đó, đang giúp cho bà con hết bao hết bệnh. Đó, với nữa hai nữa đó là mình là người đạo, cho nên là mình cái gì mình cũng chắc lắm quý vị, cái gì cũng chắc lắm, rõ ràng và chất lượng. Đó, cho nên là còn cái dầu dừa này nó có tác dụng gì quý vị sức vào những vùng ghẻ lở này kia cũng vẫn hết, sức lên da đầu luôn, thì làm cho ống mượt, hạn chế rụng tóc, hạn chế tóc bạc, giữ được cái tóc của mình ống mượt. Còn thứ ba là quý vị cạo gió, cái lưng mình nó sẽ mát, nó không có nóng giống như dầu lửa hay là dầu khác mà nó ngứa, nó không ngứa luôn mà nó mát mà nên thuốc nữa. Cái thứ tư mới đặc biệt nè, là các vị Nico đã mua một lần 5 lít 10 lít gì à, có cảm thấy hỏi mua nhiều dữ vậy cô, có gì không cô?
thì cô nói là cô mua về cô uống cho các Phật tử uống để thải chất độc. Thải chất độc ra thì uống vào sáng muỗng canh, chiều muỗng canh, là quý vị uống một người bình quân là 1 lít, là nó thải chất độc ra, nó thải đường cái đường đại tiện á, thải cái đường đại tiện mình ra đó quý vị, rất là tuyệt vời quý vị. Đó, tiếp tục đến sản phẩm đó là ăn được ngủ được. Thì ăn được ngủ được này đó, nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ nha. Ở trong đây thuốc này là thuốc của Malaysia, có để trong chổng luôn, có để là Malaysia in Malay luôn. Thì trong thuốc này có nhiều cô bác mua về mấy ngày đầu uống vào nó lừ đừ thôi, nó chưa có buồn ngủ nhiều, nhưng mà tới ngày thứ ba, tới lần thứ ba thứ tư uống vô bắt đầu là ngủ ok quý vị, ngủ thức dậy rất là khỏe luôn, chứ không phải là ngủ mà li liệt hay là ngủ mà không biết giờ giấc, không có đâu. Thuốc này rất là an toàn và ngủ vô rất là khỏe, thức dậy ăn uống kích thích cho mình ăn uống. Trong đây có để là những cái từ ngữ mà ăn được ngủ được thì nó sẽ không có nằm trong đây, mà nó nằm nó đổi lại một cái từ ngữ khác, giống như là ăn được thì là khai dị, còn ngủ được có nghĩa là an giấc hoặc là mệt mỏi, nó gì đó quý vị, nó sẽ dùng một cái từ khác. Cho nên những bà con đã có mua thuốc này về thì Quốc Tạo đã có hỏi những cái nhà thuốc, thì nhà thuốc cũng báo như vậy đó, nó báo là thuốc này là ở bển là rất đặc biệt, nhưng mà loại này có loại giải rồi thiệt nha, có trong đây có báo luôn, nhưng mà đối với Quốc Tạo thì bà con yên tâm thiệt 100%, Quốc Tạo mua tại công ty đàng hoàng chứ không có mua ở ngoài, Quốc Tạo sợ mua thuốc ở ngoài lắm. Còn cái hộp này là hộp viên tiểu đêm. Viên tiểu đêm này đó là có nó rất là đẹp luôn quý vị. Thì ở đây là nó sẽ chuyên trị về cái phần mà ban đêm quý vị thức đêm nè, rồi bắt đầu quý vị chúng ta đi tiểu 5-7 lần 10 lần đó. Quý vị thấy họ thấy cái hộp đẹp không, 5-7 lần 10 lần cái chai bằng xanh luôn á. Rồi á, mình tiểu đêm xong rồi đó, bắt đầu là mình bị cái thận của mình đó quý vị, nó giống như là quý vị ở trong cái thời tiết mà lạnh là quý vị tiểu hoài, đó là thận của mình nó bị yếu, nó bị suy đó. Thì uống thuốc này vào nó sẽ hạn chế tiểu đêm lại và hết tiểu đêm, và nó sẽ giúp cho quý vị, nó trị gốc cho quý vị là tăng cường chức năng của thận và bổ thận đó. Hộp thuốc này có tác dụng vậy đó. Thì ở trong đây nó có hướng dẫn, nó có thành phần, nó có hướng dẫn, nó có cách điều trị, nó có cách đầy đủ cho quý vị trong cái lọ thuốc này hết. Quý vị yên tâm ha, có tiếng Việt Nam cho mình hết, mặc dù là thuốc bắc, thuốc của kết hợp đó. Tiếp theo là cái lọ thuốc này là cái lọ thuốc máu nhiễm mỡ. Lọ thuốc máu nhiễm mỡ này thì quý tôi sẽ đi sẵn cái vấn đề, ví dụ như ở đây là một cái cọng gân máu của chúng ta bị nhiễm máu nhiễm mỡ, nó bị 1/3, thì chúng ta sẽ có những căn bệnh là co giật nè, khó thở nè, nó huyết áp nè đó. Thì khi mà chúng ta không có thấy cái tác động gì ở ngoài, chúng ta lo uống thuốc khác không mà tới lúc mà máu của gì ăn chất béo nhiều quá, máu nó nhiễm mà mỡ nó lên đóng chặn cái ống máu của vị lưu thông nè, nó đóng 2/3. Thì lúc này chúng ta sẽ có được cái cảm giác là sẽ bị choáng váng, là máu nó đi lên không kịp, xây sẩm mặt mày, tê tay tê chân, nhức mỏi đó, rồi gây ra những cái bệnh là tai biến mạch máu não, giống như những thời tiết nóng, những thời tiết lạnh, quý vị nằm ngủ sáng thức dậy quý vị tự động cho mình mấy cái nó đơ hết bên, khám bác sĩ nói là bị tai biến mạch máu não, bán thân bất tội đó, hoặc là dẫn đến tử vong luôn, đột tử, đó là cũng do máu nhiễm mỡ gây ra. Cho nên máu nhiễm mỡ này rất quan trọng, bà con nên mua một hộp hai hộp bà con uống để xem máu mình nhiễm mỡ cấp độ mấy và để mình điều trị cho nó thích hợp. Ở đây Quốc Tạo cấp độ 4, Quốc Tạo đi khám đó, Quốc Tạo uống tổng cộng là 4-5 hộp, hiện giờ đang uống hộp thứ 5 thì Quốc Tạo khám lại là không còn nữa, Quốc Tạo sợ Quốc Tạo để uống tiếp tục lại một hộp nữa, nhưng mà uống giãn cách ra nó, thì bà con xem tình hình của mình bệnh như thế nào. Lắm lúc mình ưa có bị say sẩm mặt mày nè, là mình đừng có lo đi uống thuốc say sẩm mặt mày không à, uống thuốc thiếu máu không à. Nhưng thật sự ra chúng tôi mập bự vậy nè mà sao mà thiếu máu quý vị, là có nghĩa là máu chúng ta không có lưu thông lên, chứ không phải là thiếu máu. Cái tướng mập mà sao thiếu máu là chúng ta bị máu nhiễm mỡ, nó lưu thông không lưu thông lên được cái phần não chúng ta, làm cho chúng ta bị nhiều cái chứng bệnh như là choáng nè, hoa mắt nè, nhức đầu nè, nó rồi buồn nôn nè, nó rồi say sẩm mặt mày, đó là những cái bệnh. Quý vị tìm hiểu lại coi tại sao máu chúng tôi mạnh khỏe thế gì mà thiếu máu não sao được quý vị, đúng không, quý vị phải cân nhắc chuyện đó. Rồi cái cuối cùng là cái sản phẩm này chúng tôi mới vừa nhập về, là ở đây là có nhiều cô bác đã nói với Quốc Tạo là em có những cô bác nữ đó, thì em có những cái bệnh mà cô phụ nữ không. Quốc Tạo nói là Quốc Tạo trước khi làm cái gì là Quốc Tạo đều phải lấy thuốc đó về hỏi bên nhà thuốc, thuốc nào mà tốt nhất, rồi thuốc nào mà giá cả cho nó hợp lý,
rồi thuốc nào là nhiều người tiêu dùng và nhiều người tiêu dùng tức là thuốc đó tốt, và quốc cạo đem về quốc cạo chưa có thỏa mãn nữa, phải nhờ gia đình mình dùng thử xem như thế nào, và người thân mình dùng thử. Thì qua một tháng chờ sử dụng thì thuốc này rất là thành công. Trong hộp thuốc này đó là 60 viên, xin phép được mang mắt kiếng vô đeo tại chữ nó hơi nhỏ quá. Thì thuốc này là của chị em phụ nữ nha. Thuốc này là tên là Phụ Thanh Nang Năng Động. Thì quốc cạo sẽ đọc thành phần, thì quốc cạo xin không đọc ha, chỉ nữa bà con nhiều bà con đọc sau nha. Còn công dụng, công dụng là hỗ trợ điều trị, hỗ trợ và điều trị bệnh luôn. Huyết trắng, thì chị em là phụ nữ nào có những căn bệnh nào trong đây, huyết trắng, các chứng ngứa âm đạo, khí hư màu trắng đục, màu xanh hoặc màu xám, thì những chị em nào những mắc căn bệnh đó, và nó sẽ điều hòa khí huyết, điều hòa cái kinh nguyệt của mình luôn. Phụ nữ bị khí hư bạch đới, hoàng đới do nguyên nhân nhiễm trùng núm da âm đạo, viêm nhiễm mạc tử cung và tử cung lồng dẫn chứng dây chằng, đó là tiếp tục tới là phụ nữ bị rối loạn nội tiết, tiết nhiều hoặc quá ít, nội tiết tố tiếng Anh gì đó. Thì ở đây quốc tạo xin đọc sơ cho bà con nghe thôi. Và ở đây thì cái công ty này cũng đã báo với quốc tạo là những cái căn bệnh của phụ nữ là đều nằm ở trong đây hết, giống như là bị nói thông thường, câu thông thường là bị sa tử cung, rồi bị huyết trắng, rồi bị núm ngoài da, viêm âm đạo vân vân. Thì ở hộp thuốc này sẽ đáp nhu cầu cho bà con nào mà kinh nguyệt không đều, nó ưa đau bụng nó thì cũng hợp dụng hộp thuốc này cũng vẫn được ha. Bình thường hộp thuốc này là chỉ tất cả cho chị em phụ nữ nha, bên cái phần đó. Thì ở đây nếu mà bà con nào có điện lại quốc tạo sẽ tư vấn thêm đó. Còn hộp thuốc này thì ở trong đây để là 60 viên đó, sau một lọ 60 viên. Thì ở đây là một ngày uống 2 lần, một lần uống là 2 viên ha. Rồi bà con có cần thì nhu cầu thì tranh thủ nhanh điện đi quốc tạo, đăng ký quốc tạo đặt hàng cho bà con ha. Còn hộp thuốc này thì quốc tạo đã test rồi, uống rất là thành công luôn, nhất là cái bệnh huyết trắng với cái bệnh mà kinh nguyệt không đều đó, là uống thuốc này là rất thành công. Còn những sản phẩm là đã bán, đã nói cho bà con hết rồi. Thì những phần sản phẩm này là thuốc của tỷ cơ năm màu trị nóng sốt, nhức đầu ho chúng tôi tặng, máy hát giả, máy niệm Phật chúng tôi tặng, máy hát giảng chúng tôi tặng, của Quốc Thành, số điện thoại Quốc Thành là 0 4 số 3 0 4 4 2 4, xin lặp lại 0 4 con số 3 0 4 4 2 4, của cư Quốc Thành. Thì bà con điện cho Quốc Thành, tức là con Quốc Tạo, bà con qua đó để xin máy này ha. Quốc Thành nó cho, tạo không có cho cái phần máy này. Rồi còn cái phần Quốc Tạo tặng cho bà con tức là kinh giảng của Đức Thầy. Đây, giảng kinh của Đức Thầy, và cái cuốn này là cuốn giảng xưa với bóng cội tùng đó. Thì còn hai cuốn này, giảng thì đầy đủ trọn bộ cho bà con, cuốn tôn chỉ hành đạo dạy cúng luôn, cuốn nhỏ đó có cho bà con đầy đủ ha. Rồi còn ở trên đây thì hình thầy, củ quyền, chân dung thầy, rồi tam bảo, rồi sáu chữ đầy đủ, bà con cần gì thì liên hệ. Thì video cũng dài, trước khi kết thúc nơi đây thì quốc tạo cũng không quên nói với bà con là thời gian gần đây thì có nhiều bà con dùng thuốc quốc tạo đã hết bệnh rất là nhiều, tỷ lệ chiếm lên tới 80% rồi, có nghỉ uống rồi. Thì còn những cái người mới mua lại và để phục vụ lại, thì quốc tạo nghĩ rằng đó là quốc tạo là cái người mà đã để ở đây để thực thi làm theo lời dạy của thầy, mà Đức Thầy có cho biết là người xưa còn chẳng cần thân, miễn cho bá tánh chúng dân được nhờ, thời xưa có ngũ duyên kỳ, học tài thao lược giúp thì cho dân. Còn quốc tạo là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Thì ở đây quốc tạo cũng có được biết được, hiểu được những cái gì mà nên làm và không nên làm. Thì bây giờ hiện giờ bà con dùng thuốc quốc tạo rất thành công, thì quốc tạo cũng rất là mừng. Có nhiều người còn nói quốc tạo là có sứ mệnh, có bàn tay phục dược nữa, thì quốc tạo sẽ không dám nhận cái phần đó. Nhưng mà mong rằng quốc tạo đưa thuốc đến bà con, bao nhiêu thuốc thì bà con dùng hết bệnh, bà con cúng kiến, bà con lại, bà con đi chùa, thì phước đức đó quốc tạo được hưởng. Còn quốc tạo dùng số tiền là ít oi của bà con, quốc tạo sẽ làm chặng điều của quyền, quốc tạo gửi đi ra ngoài Bắc, ngoài nơi ngập lụt, cứu trợ đồng bào, và quốc tạo giúp cho những người hoạn nạn khó khăn nơi ranh giới. Thì phước đức đó thì cũng chia với bà con.
Thì Quốc Tạo xin kết thúc nơi đây. Thì kết thúc thì Đức Thầy có cho biết là ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Thì thân thầy hết phải gian nan, đâu có chịu mang câu nhạo báng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. À, bà con nhớ điện lại không được thì bà con nhắn tin, thì bà con cứ điện gieo một cái đi, Quốc Tạo sẽ điện lại cho bà con. Quốc Tạo rất là bận ha. Bà con điện được thì bà con nhắn tin ha. Rồi xin chào bà con. Hiện giờ thì bà con coi clip này thì Quốc Tạo đã nâng cấp lên thêm một cái vị thuốc nữa là vị thuốc của phụ nữ ha, là huyết trắng ha. Và những cái vị thuốc trong đây Quốc Tạo đã nâng cấp lên hết rồi, đã hoàn thiện rồi. Bà con cần gì cứ điện ha. Rồi Nam mô Di Đà.